nhún nhảy bước chân, người Mông từ khắp xa gần, cùng người Thái, người Giao, người Tây, người Nùng, người Giấy vượt đường xa về đến bên nhau. Hãy nắm tay nhau sao mà gần gũi, những sắc màu váy mới mang vẻ đẹp núi rừng, thành muôn sắc hoa đua nở đón mùa xuân. Mừng bản làng hay ra đổi thịt, mừng anh em các dân tộc đều là con một nhà, là con cháu Bác Hồ theo đảng một lòng dựng xây quê hương. Chương trình chung vui ngày hội với chúng ta hôm nay có các đoàn nghệ nhân của đồng bào dân tộc Mông các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Lai Châu cùng 54 dân tộc mang dòng máu rồng tiên. Hát lên đi bạn ơi, vòng xòe quay khóc thôi, cái bụng ta vui lắm, cuộc đời đổi thay rồi.
nồng nhiệt chào đón các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị đã tới tham dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 năm 2021 ngày hôm nay. Chương trình đang diễn ra tại tỉnh Lai Châu và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, tiết mục Anh có về Lai Châu cùng em do ca sĩ A Chua, Giàng Hoa và tập thể nam nữ diễn viên biểu diễn đã thay cho lời chào đón quý vị đến với chương trình lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu năm 2021 ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn phần trình diễn của các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu năm 2021, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban tổ chức ngày hội lên điều hành phần lễ. Xin trân trọng kính mời.